kính chào quý bà con nông dân. Hiện tại lúa đang ở giai đoạn đồng trổ chiếm diện tích rất là chủ yếu, và cộng với việc diễn biến thời tiết rất là thất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh hại tấn công và gây hại, trong đó có các loại bệnh do nấm và vi khuẩn gây hại. Có thể kể đến ví dụ như là bệnh bạc lá cũng như trái bì lá lúa. Và sản phẩm Antiwine 200SC của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông là một giải pháp hoàn hảo hỗ trợ bà con xử lý hai đối tượng này. Và sau đây thì Hoàng Trang xin mời quý bà con nông dân chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cũng như là lắng nghe những chia sẻ thực tế từ bà con nông dân có sử dụng sản phẩm Antiwine 200SC của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông nha. Antiwine là tôi gửi cộng đồng rồi, là tôi xài một cử với chú binh lút đó, rồi tới mà chỗ là xẹt là chú binh lút với Antiwine đó. Antiwine là tôi cũng xài là 40C cho bình 25 lít luôn. Tôi xài thì cái lá nó dày hơn và lá nó rất là đẹp. Nhưng tôi xài ở đây là như nông dân thấy vậy đó, là nó rất là đẹp, tại vì cái bộ lá nó là dày và nó bóng, nó tạo nhiều tinh bột cho bao nhiêu cây lúa rút rất là vô gạo, rất là ngon, nó kháng được khuẩn luôn, nó trị khuẩn luôn á. Thì sản phẩm Antiwine được tôi tin dùng giai đoạn mà lúa chuẩn bị trổ, tôi thăm đồng thì tôi sẽ xịt một cử Antiwine để phun ngừa cái bệnh vi khuẩn sau khi bệnh mà chốn xuất hiện. Sau khi tôi sử dụng sản phẩm Antiwine thì tôi đánh giá khoảng 2 ngày là thấy ở vết bệnh nó khô, là không còn lan ra cây khác nữa. Từ khi mà tôi được anh em công ty Phú Đông giới thiệu sản phẩm của công ty thì tôi đánh giá hàng của công ty rất là chất lượng và đạt hiệu quả, nông dân tin cậy. Thường lưu tồn trong rơm rạ, trong lúa chét và trong các loại cỏ là ký chủ phụ. Vi khuẩn Saccharomyces oryzae gây bệnh bạc lá, cháy bìa lá lúa, lây lan theo nguồn nước nếu gặp điều kiện thời tiết bất lợi như mưa nhiều, gió mạnh, sương mù, bệnh sẽ rất khó kiểm soát. Antiwine 200SC, đỉnh cao diệt khuẩn. Antiwine 200SC sản xuất trên dây chuyền hiện đại, thuốc trừ vi khuẩn thế hệ mới phổ rộng, tác động thấm sâu, lưu dẫn mạnh, làm khô nhanh vết bệnh, giúp cây sinh trưởng và phát triển nhanh. Antiwine 200SC, giải pháp hoàn hảo trong việc trị vi khuẩn gây bệnh bạc lá, cháy bìa lá lúa. Antiwine 200SC, đỉnh cao diệt khuẩn. Phú Nông mang đến sự khác biệt.